Xin mến chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một clip để giới thiệu một đôi bát 30 và một đôi bát 40 ship cho hai bác khách. Một bác khách ở Bình Định lấy đôi 40 JBL mang thương hiệu này, và một đôi bát khách ở Thanh Oai Thường Tín, Thanh Oai Hà Nội. Em nhầm, Thường Tín ở cạnh sát giáp danh Thanh Oai. Thì là lấy một đôi bát 30 JQ xương trắng vàng tím này. Thì hôm nay em test cái cặp bát 40 cho tất cả các bác nghe chất âm. Đây là một đôi bát 40 với cái cấu hình là hàng cũng là khá cao cấp các bác nhé. Từ 190 và côn 76. Xương của nó là 8 xương, mà màng ở đằng sau sổ nó sần rất nhiều các bác nhé. Màng sần rất nhiều, đó là hàng sản phẩm đẹp. Các bác nhìn cái bộ bích của nó này, rất là dày nhé. Kẹp lỗ này, kẹp tê này, nhìn cái chất bát, nhìn cái củ loa của nó nhìn rất là xịn. Gân vải tẩm dầu 3 gân, và gân của nó là màu xanh rêu, và màng của nó là màu đen. Đẹp không các bác? Cả ba nó nhìn trông rất là đẹp. Bộ thớt của nó rất là đẹp này, thì cho chất tiếng của nó rất là hay. Đôi bát này thì các bác đánh sự kiện và đánh gia đình, hoặc là bất kể các bác đánh vào cái không gian nào, thì nó phát huy được tính năng của nó là lời hát rất là sáng tiếng. Và con này từ thường mà có cái bộ củ từ xịn như này thì chất tiếng của nó rất là hay. Đây là đôi bát 40. Còn đây là đôi bát 30 này. Đôi bát 30 này thì nó là hàng chính hãng của JQ, nhưng mà bên công ty từ em nhập một lô nó vẫn còn cái sản phẩm, đó là nó không có cái tem JQ như mọi lần ở đây. Đấy, bình thường có thể nó dán ở từ ở trên bích này. Bích thép của nó màu trắng, từ 190 của 76 xương trắng này. Màng tím này. Gân 3 gân. Nó sơn. Đối với dòng 30 JQ này thì nó sẽ thiên về giải ca rất là nhiều. Đấy, con này hát rất là sáng tiếng các bác nhá. Và cặp bát nó rất là đẹp. Đẹp chưa? Rất đẹp. Từ 190 của 76. Con này tiếng ca rất là tốt. Vì hôm nay em mở một đoạn nhạc nhỏ đây để cho tất cả các bác cùng thẩm âm cái chiếc bát 40 này. Thì xem video nó cũng vui tai hơn để mình xem. Em đang test trực tiếp từ đẩy vào lọ bát nhé. Vừa rồi thì em có test một cái clip về cái đôi bát 40 mang thương hiệu JBL này. Với cái đôi bát này thì Tùng Nguyễn đang giới thiệu bát 40 JBL từ 190 côn 76. Thì nhà em có một loại nữa là loại dòng côn 100. Thì đôi bát này của nó là 2,6 triệu một đôi, thì Tùng Nguyễn sẽ bao ship. Còn đâu cái đôi bát 30 này, JQ này là 1,9 triệu em bao ship. Thì các bác có nhu cầu quan tâm đến hai dòng sản phẩm này thì hãy nhấc máy lên và gọi điện cho Tùng Nguyễn Audio qua số máy 0972 068 11. Các bác nhận hàng thì cứ kiểm tra đúng video mà em giới thiệu thì các bác có thể nhận hàng. Và hôm nay thì Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác, và các bác xem video thì đừng quên tặng like và ủng hộ kênh của em bằng một lượt đăng ký. Và hôm nay em Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nha.